Hội thi văn nghệ học sinh đất Sen Hồng, thành phố Cao Lãnh năm 2024 được diễn ra từ ngày 17 cho tới ngày 20 tháng 6 năm 2024. Kính mời quý đơn vị, quý phụ huynh và các em đến cổ vũ cho hội thi. Nhiệt chào đón quý đại biểu khách dự, quý đại biểu, quý lãnh đạo đang có mặt tại chương trình hội thi văn nghệ học sinh đất Sen Hồng, thành phố Cao Lãnh năm 2024. Thay mặt cho ban tổ chức chương trình, các mừng xin được gửi đến quý đại biểu khách dự và quý khán giả lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý đại biểu khách dự, nhằm cổ vũ và phát triển phong trào văn nghệ, tạo sân chơi lành mạnh và ý nghĩa cho thiếu nhi, chuẩn bị lực lượng thiếu nhi có năng khiếu về văn nghệ để tham gia hội thi văn nghệ học đường tỉnh Đồng Tháp năm 2024. Và bồi dưỡng những nhân tố mới cho phong trào văn nghệ thiếu nhi trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện cho các em tham gia hoạt động văn nghệ lành mạnh, giúp các em giao lưu, học hỏi và phát huy năng khiếu ca hát để phục vụ phong trào văn nghệ địa phương. Thông qua hội thi, giáo dục các em về truyền thống văn hóa dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, đặc trưng tốt đẹp của văn hóa, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo, từ đó ra sức học tập và rèn luyện, trở thành những con người có ích cho xã hội. Hôm nay, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thi văn nghệ học sinh đất Sen Hồng, thành phố Cao Lãnh năm 2024. Tới dự tham gia hội thi hôm nay sẽ được trân trọng giới thiệu quý đại biểu khách dự. Giới thiệu ông Nguyễn Giang Dương, trưởng phòng quản lý văn hóa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp. Trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Quần chúng tỉnh Đồng Tháp. Trân trọng giới thiệu ông Lương Đức Phước, Phó trưởng phòng văn hóa và thông tin thành phố Cao Lãnh. Ông Trịnh Phước Dương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố. Trân trọng giới thiệu ông Dương Quốc Vũ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Công trình Công cộng thành phố Cao Lãnh. Về phía ban tổ chức, trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hoàng Thanh, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố, trưởng ban tổ chức. Trân trọng giới thiệu ông Ngô Hoàng Diệp, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố, Phó ban tổ chức hội thi. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Xuân Trường, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Phó ban tổ chức hội thi. Trân trọng giới thiệu sự có mặt và tham dự của các phòng ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội thành phố, các ông bà là thành viên trong ban tổ chức, đại diện lãnh đạo các đơn vị xã, phường, cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn, giáo viên, học sinh của 15 cụm đại diện cho 49 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Quang Diêu, trường trung học phổ thông thành phố Cao Lãnh, trường trung học phổ thông Trần Quốc Toản và toàn thể quý khán giả đang có mặt trong buổi khai mạc hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự có mặt đông đủ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong bất kỳ một cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn nào thì có một thành phần không thể thiếu, một thành phần rất quan trọng, đó chính là ban giám khảo. Ban giám khảo với tinh thần làm việc công tâm, khách quan và chính xác sẽ góp phần không nhỏ vào thành công của hội thi của chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ban giám khảo lên sân khấu để chọn những bó hoa truyền thống từ ban tổ chức. Xin được trân trọng và giới thiệu kính mời lên sân khấu tác giả đạo diễn Nguyễn Thanh Hùng, hội viên hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, trưởng ban. Trân trọng giới thiệu ca sĩ nhạc sĩ Thi Nga, phân hội trưởng phân hội âm nhạc, chi hội phó chi hội nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, thành viên. Trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu biên đạo múa Nguyễn Đình Thảo, hội viên hội nghệ sĩ múa Việt Nam, thành viên. Mời ông Trịnh Phước Dương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố lên trao hoa cảm ơn cho ban giám khảo. Trân trọng kính mời ông.
trù phú, lớn lên từ những cánh đồng sen cò bay thẳng cánh. Các thế hệ học sinh của chúng em hôm nay không ngừng nỗ lực học tập để khẳng định kiến thức, trình độ, nhân cách, sống hiền lành, thương chất và đầy tự tin khi nói với mọi người rằng tôi là người Đồng Tháp. Với sự tự tin, lòng tự hào về quê hương Đồng Tháp, cụm phần một chúng em vinh dự tham gia hội thi văn nghệ học sinh đất Sen Hồng năm 2024 thành phố Cao Lãnh với các tiết mục. Mở đầu là tiết mục múa